bất ngờ người đàn ông lấy hai vợ cùng chung sống chung một nhà. Cháu Trinh xin chào quý bác, quý anh chị và tất cả mọi người đã tiếp tục quay trở lại với thức phim tiếp theo trên kênh của Hoa Ngày Vàng. Quý bác mến, hiện tại cháu Trinh đang có mặt ở nhà của chú Lương. Và hiện tại thì cháu Trinh có đi lên trên nhà của em Hưng và ghé qua nhà của chú Lương. Đây là ngôi nhà mà chú có một điểm rất là đặc biệt là chú lấy củi đi bán để chinh phục và cưới được hai cô vợ cùng chung sống chung một nhà. Thì hôm nay cháu Trinh lên là cũng có lên thăm gia đình của chú và cháu Trinh sẽ chia sẻ qua một chút về cái lý do tại sao chú lại có hai cô vợ cô bác nhé. Ở đây là ngôi nhà của chú đấy, và hiện tại thì chú là có một người anh trai nữa đây, người anh trai ở đây cô bác. Thì hiện tại chú đang là có hai cô vợ này, một người anh trai. Thì lao động chính là chú Lương sẽ là người mà làm hết những cái công việc chính mà lo cho hai cô vợ với cả người anh trai của mình. Đấy, người anh trai thì bây giờ là cũng già rồi, cũng chỉ ngồi ở nhà và không làm được gì nữa cô bác, cũng chỉ trông chờ vào người em trai của mình, đó là chú Lương. Hiện tại thì chú Lương thì cũng được gần là hơn 60 tuổi rồi đấy, nhưng mà chú vẫn phải cố gắng hàng ngày để đi lấy củi đi bán, đi làm ruộng để làm đủ mọi thứ có thể kiếm ra đồng tiền, kiếm ra cái ăn để chú cũng lo cho gia đình của mình. Chào chú nhá. À, hôm nay này nhặt cái gì đây? Nhặt hạt trầu ạ. Hạt trầu à? Vâng. À, hôm nay là tách hạt trầu này các bác. Tách hạt trầu để cái này là có phơi khô không? Đây là tách xong lấy đi phơi cho nó khô mới đi bán à? À, tách xong phơi khô đi bán. Vâng. Thế mấy hôm nay chú không lấy củi đi bán à? Thời gian là chú đang bị ốm, không đi làm cái gì được, chỉ có ở nhà tách hạt trầu. Ồ. À, thế là chú đang bị ốm của bác. Cháu Trinh nhìn thấy chú mấy hôm nay là gầy đi rất là nhiều, khả năng là bị bệnh chắc là liên quan đến gan rồi cô bác. Tại vì cháu Trinh thấy là da vàng này, da vàng mắt vàng hết rồi. Khả năng là mấy hôm nay gặt lúa nhiều ấy, chú cũng đi phụ bà con gặt lúa xong khả năng cũng uống rượu xong là bị bệnh gan đấy cô bác. Đây là hai cô vợ này cô bác. Đây là vợ cả. Còn đây là vợ hai cô bác nhé. Đấy. Vợ hai thì là một người cháu Trinh cũng giới thiệu một chút là vợ hai như kiểu là bị kiểu là nhận thức ấy cô bác, nhận thức là như một đứa trẻ vậy. Đấy, lúc nào cũng vui vẻ và có thể là nhiều lúc là cô nói là không hiểu đâu cô bác. Đấy, để cho cô làm gì là cô cũng làm theo. Đấy, rất là vui luôn. Ở trong nhà thì cô là vui nhất nhà rồi. Tuy nhiên thì cháu Trình thấy là cô vẫn rất là nghe lời chú. Đấy, còn đây là vợ cả. Vợ cả với cả vợ hai thì không biết nói tiếng phổ thông đâu. Nào. Hả? Em chào. Em chào các anh, các em, các chị. Các chị. À, đấy. Nói được rồi nhỉ. À, em chào. Em chào các anh, các em, các chị, các chị, các em, các em. À, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Còn đây là cô là vợ cả của bác. Vợ cả thì cô là cũng kiểu là rất là ít để mà ra ngoài của bác. Tại vì nhà của chú là tự cung tự cấp hết của bác. Tự cung tự cấp đây. Đến những cái giá gạo này. Cái này giá gạo từ rất là gọi là thô sơ từ thời xưa rồi của bác. Thì hiện tại là cô chú vẫn ở nhà là tự giá gạo ở đây các bác nhé. Đấy, giá thóc thành gạo để ăn đấy các bác. Tại vì nhà chú thì ở cách xa, xa là rất là xa. Chú không biết đi xe với cả không có xe, không có đủ điều kiện để mua xe. Cho nên là mọi thứ là chú tự cung tự cấp hết. Tự giá gạo ở đây đấy, để ăn. Hôm nay là chú bị mệt đấy, là không đi lấy củi được, ở nhà tách hạt trầu thôi. Hạt trầu này là chú bán là bao nhiêu tiền một cân đây chú? Thời gian thấy họ nghe thấy họ bảo là cân
cân 6 7.000 ạ. 7.000 á? Vâng. À, nhưng cân 7.000. Vâng, nhưng mà chú chưa lấy đi bán lần nào. À. Thế là chú cũng chưa lấy đi bán lần nào. Vâng. Nhưng mà bây giờ tét cho nó, phơi cho nó khô mới lấy đi bán ạ. À, vâng. Đấy là hạt trầu này là phải tách phơi khô cô bác. Phơi khô xong lấy đi bán một cân được 7.000. Đấy. Ui rồi, thế là cũng không bó nhờ. Cái này là chú đi nhặt ở rừng hay là nhà chú tự trồng? Nhưng mà nhà đi nhặt ở rừng ạ. À, nhưng mà đây là rừng nhà chú chứ? Vâng. À, chứ không là rừng nhà người ta, người ta không cho nhặt đâu nhờ. Đấy, nhà người ta thì quả quả ra tiền đấy cô bác thì không ai cho nhặt đâu. Nhà chú là tự trồng, chú tự nhặt về xong rồi bán một cân mới có 7.000 thôi cô bác. Đấy. 10 cân mới có 70.000. Ui dồi ôi. Mà chú vác là phải vác lên tận xã để bán cơ cô bác. Ngoài tách hạt trầu đi bán ra thì chú đi lấy củi. Đấy, thời gian này là chú bị ốm là không đi lấy củi được. Còn hạt trầu này cô bác thì chỉ có mùa này mới có thôi. Đấy. Còn thời gian nào mà không có ấy, thì chú cũng chả biết đi làm gì cả. Chỉ biết đi lấy củi thôi. Cũng phải nói là rất là nể phục đấy các bác, rất là nể phục chú lấy được hai vợ. Đấy, và cho Trinh xin chia sẻ thêm một chút là vợ cả của chú ấy thì vẫn là một người bình thường các bác nhé. Còn là vợ hai của chú thì kiểu là như vừa nãy cho Trinh bảo ấy là lúc nào tâm hồn cũng như một đứa trẻ các bác, suy nghĩ với cả để cái nhận thức là giống như một đứa trẻ không biết gì cả đâu cô bác, không biết gì cả. Và đây cháu Trinh sẽ ra đây một chút để nói kể qua về câu chuyện đấy cô bác. Đây, em đứng lên kể qua về câu chuyện của chú thì cháu Trinh sẽ giải thích nguyên nhân tại sao chú lại lấy hai vợ là như thế này cô bác nhé. Chú là thật sự để mà nói, cháu Trinh kể câu chuyện này thì quý bác anh chị sẽ có một cái nhìn khác về chú. Tại vì trước đó khi mà chúng cháu lên chia sẻ và quay phim ghi hình những thước phim về chú ấy thì có nhiều quý cô bác, quý khán giả là có những hai luồng ý kiến trái chiều là nếu như mà theo pháp luật ấy, chú lấy hai vợ như thế này là sai. Nhưng mà trên giấy tờ là chú cũng không thể mà làm giấy kết hôn được với cả hai người vợ đâu. À, chỉ có một người vợ là có thôi. Và tại sao khi mà chú, tại sao chú lại lấy cả hai vợ và yêu thương cả hai vợ và cùng sung sống được với nhau. Tuy rằng chú rất là nghèo, hàng ngày chỉ có lấy củi đi bán. Và cái cách mà chú có thể lấy được hai cô vợ là cũng chỉ lấy củi đi bán để chinh phục được hai cô vợ thôi. Thì vì cái nguyên nhân là vợ cả của chú, bác, vợ cả của chú thì không biết là vì căn bệnh gì là không đẻ được các bác nhé, không đẻ được. Còn vợ hai của chú thì tuy rằng là có cái tâm hồn như một đứa trẻ các bác và cái nhận thức như một đứa trẻ, nhưng mà cô là có con các bác nhé, có con được. Chú lấy thêm vợ hai về để có người nối dõi các bác. Đấy, bây giờ chú lấy vợ hai về thì có con, một đứa con trai rồi các bác nhé. Thì qua cái thước phim này thì cháu Trinh cũng chia sẻ với quý bác anh chị là một hoàn cảnh mà cũng phải nói là độc lạ. Nhưng mà để quý cô bác, quý anh chị là cảm thông khi mà xem được những cái thước phim mà chúng cháu chia sẻ thì sẽ hiểu cái nguyên nhân tại sao chú lại lấy hai vợ. Nếu như mà là người khác các bác, nếu là người khác vợ cả mà không đẻ, không thể sinh được. Đấy. Thì chắc chắn là sẽ bỏ đi để lấy người khác. Nhưng mà ở đây chú là một người rất là hiền lành luôn. Tuy là vợ cả là không đẻ được các bác nhé, không đẻ được. Nhưng mà chú không chọn là ly dị vợ cả hay là đuổi vợ cả đi đấy, để lấy vợ mới. Mà đằng này chú là sẽ cho vợ cả vẫn sống ở nhà. Nhưng mà chú lại lấy thêm vợ nữa, là vợ hai. Đấy. Thì cái nguyên nhân là như vậy các bác nhé. Cho nên là khi mà quý bác anh chị biết được cái câu chuyện là sẽ rất là cảm thông, cũng như là thấy được là sự hiền lành của chú Lương là như thế nào. Để mà sinh sống chung với cả hai cô vợ ấy thì phải nói là chú phải có chú phải hiền lành như thế nào, với cả là rộng lượng như thế nào cô bác.
Chú đã ăn gì chưa? Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi à? À, gia đình ăn cơm rồi. Hôm nay là cô có vẻ là không còn nào mấy rồi nhỉ? Đang tập trung vào công việc rồi. À, nhà chú cũng có nuôi lợn à? Vâng, có mấy con lợn. Vâng. Nhưng mà con lợn ở dưới kia cũng là của chú à? Vâng. Ôi dồi, gầy quá nhỉ? Gầy. Thấy mỗi bộ xương thôi, con lợn đấy. Nhờ? Vâng, gầy lắm rồi, thời gian. Nhưng mà chú không cho ăn ngô à? Hay sao mà gầy đấy? Nhưng mà ngô không có. Không có ngô cho ăn à? Vâng. Ôi dồi. Nhưng mà nhà chú hết gạo chưa? Gạo cũng sắp hết rồi. Sắp hết rồi à? Vâng. À. Đấy, bây giờ là cũng sắp hết nhưng mà gạt cũng gạt rồi đúng không? Vâng, gạt. Lại bắt đầu chu cấp được rồi cô bác. Đấy. Năm nay là được mấy bao đấy chú? Năm nhưng mà chưa hết, chả biết bao nhiêu cũng chưa biết rồi. À. Thế cái phần đã thu về hết là được bao nhiêu bao rồi? À, vừa thu vừa rồi vừa thu về nhà thì 12 bao ạ. 12 bao thôi. Vâng. À, 12 bao thóc mà chưa sàng gì đâu đúng không? Vâng. À, lấy từ ruộng ra là lấy vào nhà luôn, nó chưa sàng qua gì cả. Vâng. Là 12 bao cả chấu đó cô bác. Đấy. Là 12 bao thóc. Còn chưa thu hết là cái ở dưới kia là còn nhiều á? Cũng còn ít thôi. À. Chắc là còn 10 bao nữa. Đấy, nhưng mà vợ hai của chú là ở nhà là có biết đi làm gì không, hay là chú bảo làm gì thì chỉ biết làm đấy thôi? Nhưng mà bảo nó đi làm cái gì nó chỉ biết làm thôi, nếu mà không bảo thì nó cũng không biết. Vâng. Bởi vì nó bị ấm mà. À. Thế là vẫn hiểu đấy nhỉ? Cô là vẫn hiểu đấy. Cô bảo lại nhưng mà cho nói đi thế. Làm thì nó đi. À. Nó biết làm thôi nhưng mà nó làm hay chậm. Hay chậm à? Vâng. À, kiểu là phải chỉ á, đúng không? Nhưng mà đặc biệt là cháu Trình thấy là cô là cũng rất là nghe lời chú ấy. Yeah. Vâng. Cũng phải nói là nghe lời với cả là làm gì là cũng xin phép ấy nhỉ? Yeah. Vâng. Xin phép chú ấy. Nhưng vâng. Mà nhiều khi là đi lấy củi là hay bị lạc nhỉ? Vâng. À, lấy củi là hay bị lạc mấy ngày mới về đến nhà vâng. Đấy. Nó hay bị lạc đường ấy. À, hay bị lạc à? Hay đi lạc cà đúng không? Đấy. Đi nhà này nhà kia chơi đúng không? Đấy, thời gian hôm trước đấy cũng bị lạc 2-3 ngày, chú ở nhà cũng rất là lo lắng. Vâng. Đấy, đi cùng chú lấy củi lên xã bán là bị lạc mấy ngày mới về đến nhà đấy cô bác. Kiểu là không biết là cô đi đâu. Đấy, cứ đi la cà xong thấy nhà nào vui là đi vào nhà đấy. Ấy kiểu là nhận thức như một đứa trẻ đi làm mà thấy vui là bị lạc không muốn về nhà đấy cô bác, cho nên là hay bị lạc, chú ở nhà thì lo đấy. Còn vợ cả thì đang cho lợn ăn rồi cô bác. Đấy, mỗi người một công một việc ở một ngôi nhà, phải nói là thật sự là nếu như mà biết thế nào là đủ cô bác, thì đối với chú ấy, chú cũng chỉ mong là chỉ cần có đủ gạo ăn ở ngôi nhà, có chỗ để ở và mưa gió không bị dột, không bị hắt vào trong nhà là cũng rất là hạnh phúc rồi các bác ạ. Mỗi người thì sẽ có một cái niềm hạnh phúc riêng ấy các bác. Nhiều khi là có người sẽ có đủ đầy đủ hơn chú, nhưng mà chưa chắc gì đấy hạnh phúc bằng chú đâu. Thật, chú ở đây là kiểu là cũng chỉ hàng ngày là chỉ lo đến cái ăn, cái mặc, cái uống thôi. Còn lại mọi thứ công việc hay là tương lai cái gì thì chú nhiều khi là chú cũng chả bận tâm nữa các bác. Chỉ bận tâm là hôm nay ăn cái gì, ngày mai ăn cái gì. Đấy, cuộc sống no đủ là được rồi. Cô là có vẻ đang làm thì không vui chơi, không giải trí rồi nhỉ? Má này nhảy lo, má này nhảy. Bụt tay à? Đấy, ra đây nhảy đi. Nhảy đi. Đi ra đây nhảy đi. Cô là biết hát lớn cơ, hát là giao duyên đấy. Chúng cháu ra đến đây là cứ hát tặng thôi các bác. Đi rửa tay à? Nhưng mà cô là năm nay được bao nhiêu tuổi rồi chú nhỉ? Năm nay là được 56 tuổi rồi. Ừ. À đấy,
56 tuổi đấy cô bác. 56 tuổi mà tâm hồn vẫn như một đứa trẻ các bác. Như kiểu là vẫn còn là hồn nhiên hơn cả cháu Trinh cơ. Cho nên là khi mà chúng cháu ra đến đây ấy là thật sự là ở một cái tâm thái là rất là thoải mái luôn các bác, kiểu rất là vui. Ví dụ như có cái chuyện buồn gì mà ra đây gặp cô tí nói chuyện một lúc xong cười đùa một lúc là sẽ quên hết những cái câu chuyện buồn hết đấy các bác. Người lúc nào cũng vui vẻ, cho nên là chú ở nhà mới sinh sống và có cả hai cô vợ là lúc nào cũng có tiếng cười ở trong nhà. Ấy xong chưa? Xong chưa? Xong chưa đấy. Xong rồi nha. Rồi. Bây giờ xe lại múa nhá, múa nhá. Múa nhá, múa nhá, múa nhá. Múa này. Múa nào. Đây, gắn mic, gắn mic, gắn mic, gắn mic. Gắn mic nào. Một, hai, ba, bốn, năm. Ồ, khả năng lại quên hết rồi. Đây, đây, đứng ở đây. Đứng đây. Bây giờ sẽ lại dạy múa thì không biết múa nhưng mà dạy tập thể dục thôi nhỉ. Dạy tập thể dục nhá. Một, hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Sáu. Chín. Trước dậy là biết tập rồi nhưng mà giờ quên hết rồi. Đấy, nhưng mà chú Trình cũng chỉ biết tập thì chú thôi, không biết dạy gì cả, không biết dạy múa. Một. Chân. Một chân. Một. Một hai. Một. Hai. Đây, tay này trống như này mà. Tay chín này. Hai. Ba. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Vỗ tay. Rất là vui luôn các bác. Dạ, kiểu là cô không biết nói tiếng phổ thông ấy, nếu mà nói biết nói tiếng phổ thông còn vui hơn cơ. Cô chỉ biết nói tiếng địa phương thôi, cho nên là đôi khi là muốn nói chuyện với cả cô bằng tiếng phổ thông là rất là khó. Nhảy đi, 1, 2. Hát bài gì nhỉ? Bằng chi sầu. Hát xem nào. Hát đi. 1, 2. Sang ba. Sang ạ. Cho ai núi xa lời nào, trên tay nơi này thôi. Đã đi cho ai nuôi, trên chi tay. Sai lại bộ nào, khách chê là thôi chú dọn đi về nhà đi nhé. Dọn đi về nhà xong lấy cháu mang thuốc mát gan về để cho chú uống. Cháu Trình có mang thuốc về các bác, thuốc lên cho chú. Tại vì chú bây giờ ốm như thế này thì có hai người vợ ở nhà mà chú không chăm sóc thì vợ bỏ đi ấy chú nhỉ. Đây các bác, cháu Trình có mang lên một gói thuốc. Cái gói thuốc này là thuốc trào ngược dạ dày các bác nhé, trào ngược dạ dày. Thì hiện tại cháu Trinh có bán ở trên cây. Đấy, thuốc là có cả lá này, cả thân cây này. Đấy, có lá, thân cây và những cái loại cây mà trộn với nhau các bác nhé, để tạo thành một bài thuốc. Thì thành phần của nó là có rất là nhiều cái loại cây như là lá cơm kìa và thân và cây dạ dày, bạch, mao căn, lá ổi, cây cối xoay, cam thảo đất, tía tô và một số thảo dược gia truyền khác. Đấy, về cái những cái loại cây này ấy, thì nó sẽ chuyên chữa về các bệnh trào ngược dạ dày các bác nhé. Cho nên là quý bác anh chị nào mà bị trào ngược dạ dày thì có thể là tham khảo cái thuốc của cháu Trinh về để sử dụng các bác nhé. Đấy, cũng rất là may mắn là cháu Trinh có mang cả thuốc lá mắt gan về thì cho chú uống. Thì cháu Trinh sẽ lên trên nhà và để chú sắc nước uống các bác nhé. Mấy hôm nay là chú cũng chỉ biết ở nhà thôi, cũng không đi làm được. Tại vì là bị ốm ấy cô bác, bị ốm, bị mệt mỏi. Thì theo cái dấu hiệu của chú là cháu Trinh nghĩ là chú bị bệnh gan rồi các bác. Đấy, cháu Trinh có mang một gói lá mắt gan.
cái thuốc lá mắt gan này các bác thì cũng giống như thuốc cháu Trình vừa mới giới thiệu ấy, trào ngược dạ dày ấy, thì nó cũng có cả thân cây này và lá cây. Thì cái cây này thì nó sẽ khác với cái loại cây kia là chuyên chữa về các bệnh về về gan các bác nhé. Về gan. Đấy. Công dụng của nó là giúp mắt gan, lợi mật, giải độc, an thần, giúp tiêu hóa tốt này, chứa viêm gan, xơ gan, men gan cao và gan nhiễm mỡ. Đấy. Tí nữa chú lấy cái này để vào cái ấm chú xác nước uống nhé. Vâng. Để vào cái ấm. Đấy bây giờ chú bảo cô đổ cái nước đấy ra đi, đổ ra đi. Đổ ra hết đi. Đổ cả chè ra hết. Đổ ra. À chú bảo cô lấy ra đây đó. Lấy cái ấm ra đây. Cái siêu ra đây. Để cháu dạy chú pha, chú còn biết pha. Tại vì cháu Trình thấy là da của chú là vàng nhợt hết rồi cô bác. Vàng nhợt hết với cả là bị mệt mỏi, bị ốm ấy. Thì khả năng là mấy hôm nay là vào mùa gặt ấy thì bà con cũng gặt, là cứ đi đến nhà nào gặt là phải uống rượu cô bác. Uống rượu cho nên là sẽ bị bệnh gan các bác. Uống rượu nhiều là bị gan, bị độc gan ấy. Đấy, chú lấy ra để đây. Đấy, bây giờ cháu Trinh sẽ lấy để vào đun cho chú. Đấy, nhà chú thì có cả 4 người, hai vợ với cả một anh trai và chú nữa, thì cháu Trinh sẽ pha một ấm để dành cho cả ngày uống các bác nhé. Thì đây các bác, để cả lá, cả cây để vào đây. Đấy. Để tầm 2 nắm như thế này, ít thôi. Đấy. Như này là sẽ đủ cả ngày uống. Đấy. Cho nên là một gói như thế này là nếu như mà quý bác anh chị mà có 2 người ấy các bác, hay là một người ấy, thì một gói này là có thể dùng được gần 1 tháng các bác nhé. Đấy, quý bác anh chị để thế này xong là đổ nước vào, đun lên và quý bác anh chị uống hết nước thì lại đổ nước vào đun, đến bao giờ mà cái cây lá mắt gan này nó không có màu gì ấy thì mới đổ nước đi và thay cái mới vào các bác nhé. Bữa nay mèo ô sòn sòn lắm, ô lồ zin ọc giả còn to lắm tụ. Đấy, tráng qua một lần nước đấy. Tráng qua một lần nữa. Phải lấy tráng qua một lần nước xong là uống. Thì cứ ăn cơm xong là uống. Cái lá mắt gan này uống thay nước lọc hàng ngày luôn. Uống thay nước chè. Nghĩa là chú sử dụng là chú uống thay nước chè. Không cần phải uống chè nữa, uống cái thuốc này vào này. Cái lá này vào này. Tại vì bây giờ chú là cũng có tuổi rồi. Chú là năm nay là năm mấy rồi? Năm nay 60 rồi. 60 rồi, tròn 60 rồi. Đấy, tròn 60 rồi các bác thì cũng bắt đầu có những cái bệnh về gan rồi. Thật sự ở trên vùng cao hay là ở dưới thành phố cũng vậy thôi. Nếu mà đi làm những công việc mà ngoài trời nhiều các bác, kể cả cháu Trinh cũng vậy thôi. Cũng vẫn phải uống để phòng. Chứ nhiều khi là thấy người trong người là mệt mỏi rồi bắt đầu nổi mụn các thứ các bác thì nó là cái dấu hiệu của gan ấy. Đấy, vàng da, vàng mắt, cơ thể là suy yếu. Thì cái thuốc này là thật sự ai cũng có thể uống được các bác nhé. Có nghĩa là quý bác anh chị đang dùng thuốc Tây hay là đang sử dụng thuốc gì khác mà sợ là uống không được ấy, là đều uống được cả. Uống nếu mà quý bác anh chị bị gan thì uống để chữa, còn không bị thì uống để phòng các bác. Vì nó dễ uống lắm, uống như nước lọc hàng ngày ấy, ai cũng có thể uống được. Có thể là như nước chè thì quý bác anh chị có thể là kiêng, nhiều người là không uống được. Đấy. Còn như lá này thì uống như nước lọc hàng ngày thôi. Nên như thế thì tốt rồi, nên được cảm ơn các cháu. Chú cứ dùng xong là thay nước chè. Chú ở nhà hay uống chè nhưng mà uống chè nó không tốt bằng cái này đâu. Chú uống cái này vào chú uống rượu mới không bị đau. Không bị bệnh gan này này. Chú thì bây giờ thật sự là điều kiện gia đình cũng khó khăn, nếu mà bị bệnh như thế thì chả biết là đi đâu khám thì đúng không? Vâng. Cứ uống cái này vào để phòng đi. Hát lên này mà nè. Bắt đầu rót rượu ra đây để hát giao duyên, hát tặng một cô bác. Lâu khuẩn.
Bắt đầu nhá. Bắt đầu. Cái này, cái này. Đấy. Đấy, mời chồng uống rượu đây các bác. Bây giờ bắt đầu nhá. 2 3. Hai mà, hai lên. 2 3. Hai này. Chờ hai lên. Hát này. Đấy, bây giờ cô sẽ hát lớn tặng đây cô bác. Nào, hai bạn hát giao duyên đấy. Nào, hai bạn. Ba. Hát mà. Chiều là tê lơ. Nàng phá lý cài. Đã ở nhìn lô phán. Đi thái ả la. Đây. Hát hay quá nhỉ. Hát tiếp, hát tiếp, hát tiếp đi. Cái này ô, đây. Quá này. Phải nói là rất là tình cảm ấy. Ta đi cài đông. Là ma lê hở dù đầy cha đi ninh. Là lê ninh cha dù đầy chắc văn đại đi xa đầy cầu. Chắc chị thì không biết nghe đâu các bác. Cái này gọi là hát giao duyên. Hát giao duyên. Không biết nghe đâu nhưng mà đấy là cũng là một cái gọi là tấm lòng ấy. Tấm lòng của cô muốn là hát tặng. Trời trời nâng niềm tơ sẵn ngại nha. Đô chan đại đi thương lại. Cây xa là thầy cây ma. Là thầy cây ma đi pha lô pha đi xây dạ dạ. Ồ, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Mặc dù là không biết nghe đâu các bác nhé. Mặc dù là không biết nghe đâu nhưng mà vẫn vỗ tay, vẫn hay. Nhưng mà khả năng là. Nhưng mà chú có nghe được cô hát gì không? Nhưng mà chú cũng không biết nghe đâu. Không biết nghe nhưng mà chú biết hát không? Không, không, chú. À, chú hay là chú là ai? Chú không biết hát chứ? Chú không biết. Chú biết hát, chú hát tặng cô nhờ. Chú không biết. Khả năng là ngại. Tại vì là hát giao duyên như này là tầm chú thì chắc biết cô bác. Kiểu là đi đâu gặp. Đấy, kiểu là hát giao duyên đấy các bác. Hát để tán tỉnh nhau ấy. Như thời thanh niên đấy đúng không chú? Vâng. Cứ đi gặp. Đi đâu mà gặp phụ nữ các bác. Gặp coi như là người con gái ấy, là sẽ hát những cái bài hát giao duyên như này để tặng. Đó là một cái gọi là một cái nét đẹp của người đồng bào dân tộc Nùng ấy các bác. Là một cái văn hóa. Đấy. Thì cô không biết là cô hát thì có đúng hay không, hay là cô hát bừa hay là như thế nào. Đấy, thì nghe là vẫn có kiểu là vẫn thành bài đi đấy. Nhưng mà chả biết nghe, đối chứ cũng không biết nghe mà cũng không biết là cô hát có đúng hay không nữa. Và đặc biệt là hát là phải cầm cái chén rượu như này này. Vừa hát là vừa cạch, vừa uống cơ. Đấy, nếu mà không biết nghe mà không biết uống nữa là không biết từ chối thế nào đâu. Cô là cứ cầm cái chén như này là hát đến bao giờ mà chúng cháu bao giờ mà về mới thôi đấy các bác. Nó vào uống rượu mới sáng tác được. Vào uống rượu mới sáng tác được à? Ui dồi, lại lên lấy chai rượu về rồi. Ôi dồi ôi, nó này là không say không về rồi ấy nhỉ. Chị xa luôn cả. Phan bái lên phan đi lại dạ. Rồi, lại rất rượu à? Ừ. Ôi dồi ôi. Đi dạ lên chan ơi. Nhưng mà cô là cũng kiểu là cũng không uống được rượu nhiều đâu nhỉ? Vâng, nó cũng không uống được nhiều. Vâng, nhưng mà thấy chúng cháu về là kiểu là quen đấy các bác, về mấy hôm mà quen kiểu là cô bị như thế này ấy, thì lúc nào cũng vui vẻ. Khách về đến nhà là cũng rất là quý ấy, các bác, như này là rất là quý. Và đặc biệt đây cũng là một cái coi như là một cái văn hóa của người đồng bào dân tộc Nùng ấy, không chỉ nhà riêng của nhà chú hay là như nào đâu, hay là cô bị như thế thì mới như thế đâu, mà đi nhà nào cũng vậy. Nếu như mà ai mà thấy khách lạ vào ấy là cũng mang rượu ra để uống. Đấy, coi như là đó cũng là một cái văn hóa các bác. Nào, hát tiếp nào, hát một bài nữa nào. Hát đi, hát một bài nữa nào. Chào hôm ạ. Hát bài thế mà. À, phải cầm chén lên mới hát được.
Na nam tan tin chan ban do chi da do chi dam do an ta di nha. Chị biết Na ta ban di ca la li ya chi ma lo ban ban lo ở đây ở hát ra là hôm nay buổi tập ấy à, hôm nay hôm nay hát lớn già đó, hôm nay cho hôm nay hát lớn già, hát lớn nó hôm già hôm nay nó, à, sôi chưa chú, nước sôi chưa, à, chú đun nấy đun cả ấm à, có đun nhiều không? Cái nước này thì tí nữa sẽ để chú uống là chú sẽ biết là dễ uống đúng không? Không uống rượu đâu, không uống rượu đâu. Không uống rượu đâu. Không uống rượu, không uống được rượu đâu. Không uống được đâu. Chỉ uống nước chè thôi. Không được đâu. Chỉ uống nước chè thôi, không uống rượu đâu. Biết như ma này, đi đâu. À, hiện tại là nước sôi rồi các bác. Nước lấy cháu Trinh cho chú đun đấy, nước lá mật gan để chú uống xem là nếu mà bị bệnh gan ấy thì uống thuốc này là sẽ khỏi. Để xem ngày mai ngày kia cháu Trinh lên xem là chú có đỡ không các bác nhé. Đấy, với có những cái biểu hiện như là vàng da vàng mắt thế này khả năng là chú bị bệnh gan rồi. Nhưng mà thời gian đấy thì uống nhiều hay là nhiều à. Thì chắc là thế và uống nhiều rượu đúng không? Vâng. Đúng rồi, đi gạt đi phụ nhà người ta là hay uống rượu đúng không? Vâng. À. Trên màu cao là khó tránh khỏi các bác, nên là rất là hay bị, ai cũng bị thôi. Đấy, ở nhà là chú cứ đun cái này uống nhé. Vâng. Uống như kiểu uống nước lọc ấy. Vâng. Không phải kiêng cái gì đâu. Được. À. Được, cảm ơn chương trình. Vâng. Cả nhà uống luôn đấy, cả cô uống. Vâng. Và cả cô cả chú ai cũng đều uống được. Nước thì nó có màu vàng vàng như kiểu màu nước chè ấy. Uống là uống dễ lắm, chú uống xem. Uống thử xem. Nhưng mà có ngâm rượu có uống được không nhỉ? Không, không ngâm rượu đâu. Chú này lấy ngâm rượu rồi, đã bảo lấy cái này đi, lấy cái này trị rượu rồi mà. Uống rượu vào nó bị bệnh gan này, bị độc gan nên là mình lấy cái này trị thì mình không ngâm rượu đâu. Còn ngâm rượu thì sẽ lấy cái thuốc đau lưng, đau xương khớp ấy. Lấy cái thuốc đấy nếu mà chú bị đau lưng không? Đau lưng, đau xương khớp không? Đau lưng thì ít khi bị thôi. Ít khi bị đúng không? Vâng. Nếu mà bị thì lấy cái thuốc đấy ngâm thì được. Chứ cái thuốc này, thuốc lá mắt gan này thì chú đun nước uống thôi nhé. Đây chỉ có đun nước uống thôi. Vâng. Thay nước chè. Đúng rồi, chú uống đi, uống xem uống được không? Uống dễ không hay là khó uống thì thử uống xem mà còn biết. Đấy, ngon đấy. Ngon nhỉ? Vâng. Uống được nhỉ? Uống nó được. Không đắng nhỉ? Vâng. Uống có được. Đắng không? Có bị đắng không? Không, không đắng. Ơi, nhanh cái món này à? Ngon đấy. Ngon nhỉ? Vâng. Nó kiểu là nó có một chút ngọt ngọt một tí nhỉ? Dễ uống á. Vâng. À, chú cứ đun như này uống hàng ngày nhé. Vâng. Đây, một gói thế này chú uống hết đi là chú sẽ khỏe hơn, cải thiện cái bệnh mà bị vàng da vàng mắt của chú, bệnh gan đấy. Vâng. Nó sẽ giải độc gan. Đấy, uống liên tục hàng ngày nhé. À, thưa bác là hôm nay cháu Trinh cũng lên thăm chú, rất là may mắn là cháu Trinh có cầm theo thuốc thì lên trên nhà chú là thấy chú bị như thế này, khả năng bị gan rồi. Cháu Trinh sẽ để cho chú uống thử thuốc lá mắt gan xem mấy nữa cháu Trinh lại lên xem là có chú có đỡ hay không cô bác nhé. Còn là thước phim đến nay khá là dài rồi, cháu Trinh cũng xin phép là khép lại nội dung của video tại đây. Cảm ơn cô bác anh chị đã luôn đồng hành cùng Hoa Cải Vàng để trao tình cảm, tình yêu thương đến những hoàn cảnh những em nhỏ trên vùng cao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Xin chào các cô, xin chào bà con, cô bác, các ông, các bà. Ôi. Cô chú mạnh khỏe hạnh phúc.